Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020, Bạch Long Mobile xin trân trọng thông báo đến toàn thể quý khách hàng, đối tác, nhân viên lịch nghỉ Tết Canh Tý như sau. Thời gian từ ngày 24 tháng 1 năm 2020, 30 tháng 12 âm lịch đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2020, mùng 5 âm lịch. Riêng chi nhánh 136 Trần Phú, phường 4, quận 5 sẽ phục vụ quý khách hết buổi sáng ngày 24 tháng 1, 30 âm lịch. Toàn bộ hệ thống sẽ hoạt động trở lại vào 8:30 ngày 30 tháng 1 năm 2020, mùng 6 âm lịch. Bạch Long Mobile xin kính chúc quý khách hàng năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng nhà Long trong năm vừa qua.